Để nuôi bồ cạp một năm nó sinh sản được nhiều lứa thì cái chuồng nuôi mình không có nên làm quá to, mình làm cái chuồng giống bố mẹ nó tương đối nhỏ thôi, tức là khoảng 1 mét 2 mét gì là được rồi. Và 1 mét vuông mình thả vô nuôi thì trung bình mình nuôi đẻ thì nuôi 50 con cho 1 mét vuông là mình nuôi đẻ. Thì khi mà mình cho nó đẻ, ví dụ như nó đẻ vừa xong là mình khoảng 10 ngày là con bò cạp con bắt đầu nó cứng, nó tự bắt mồi để nó ăn, thì mình khi đó mình sẽ chuyển con bố mẹ qua bên cái bể nuôi khác để cho nó đẻ tiếp. Thì như vậy là nó sẽ đẻ một năm được nhiều lứa. Còn nếu mà mình cứ cứ để cho nó ở chung, tức là mình sẽ làm cái chuồng to mình để cho nó ở chung luôn á, thì một năm nó đẻ chỉ một lứa hoặc là hai lứa là tối đa thôi, chứ nó không có đẻ được nhiều. Tại vì nó mắc giữ con thì nó sẽ không có đẻ nhiều. Còn nếu mình tách ra khỏi như chỗ mình đang làm là cứ cho nó đẻ từng đợt, tức là nó đẻ xong thì mình sẽ chuyển con bố mẹ qua bên chỗ khác, rồi mình giữ con ở đó mình nuôi. Và cứ như vậy thì một năm nó sẽ đẻ được nhiều lứa. Đây là con bồ cạp nó chuẩn bị đẻ, cái bụng nó to lên như vậy. Và khi nào cái gân nó ửng hồng lên á là bắt đầu nó đẻ. Thì trung bình là mỗi con nó sẽ đẻ được 30 đến 35 con cho một lần. Nó phụ thuộc vô cái nguồn mồi mà mình cung cấp cho cái con bồ cạp nó ăn. Tức là mình cho ăn nhiều đủ sức thì nó sẽ đẻ nhiều con. Còn nếu mình cho ăn ít thì nó sẽ đẻ, số lượng nó sẽ giảm lại. Nó đẻ nhưng mà nó sẽ ít con hơn. Đây là toàn bộ là những cái con gần đẻ mình nuôi riêng. Con nào cũng giống nhau. Cái bụng nó như vậy thì chừng thời gian ngắn nữa là sẽ ửng hồng, cái gân với cái bụng nó ửng hồng lên là bắt đầu tới cái ngày nó đẻ. Và nó đẻ thì chỉ 2 tuần thôi, tức là bắt đầu mình sẽ bắt cái con bố mẹ này mình dục qua bên cái bể khác mình nuôi. Còn những cái con thì mình sẽ nuôi riêng và mình cho ăn cái nguồn mồi, tức là ở đây mình tận dụng cái nguồn mồi sẵn có, là do cái bò cạp thì nó sẽ ăn thức ăn nó là thịt động vật, tức là cá hay là dế, ếch nhái, tôm tép, ốc gì đó nó cũng ăn được. Ở chỗ mình nuôi thì mình tận dụng cái nguồn mồi sẵn có là con cá mồi, con dế mồi mà mình vớt từ cái bể nuôi cà cuống ra, mình sẽ làm cái nguồn mồi để mà cho đàn bò cạp nó ăn. Và khi nào mà nó tức là lâu lâu á, mình sẽ bỏ thêm ít dế sống còn chạy vô. Còn nếu không thì mình cứ vớt những cái con mồi mà đàn cà cuống nó bỏ lại, nó ăn nó bỏ lại, thì mình sẽ nuôi bò cạp. Thì nó sẽ giảm cái chi phí về nguồn thức ăn cho bò cạp, cũng như là nó tăng cái hiệu quả trong cái quá trình mình chăn nuôi lên, là mình tận dụng được cái nguồn nguồn thức ăn sẵn có. Thì cái khu vực mình nuôi nuôi đẻ là toàn bộ là những cái con gần gần đẻ như vậy hết. Cứ mỗi đợt là nó đẻ xong là mình cứ chuyển nó qua chỗ khác rồi mình nuôi con riêng. Thì là bò cạp là cái loại có độc cao nhưng mà nó lại có tập tính là sống bầy đàn, nó rất là dễ chịu. Và nó là cái dạng ăn mồi là nhai nuốt. Còn cái con cà cuốn thì là chích hút, cho nên là con cà cuốn nó chích hút nó bỏ cái xác lại thì mình vớt ra thải qua cho cái con bò cạp, thì một con bò cạp nó sẽ nhai nuốt, nó ăn hết cái phần đó.
Thì khi mà nuôi bò cạp mà để cho nó có cái hiệu quả tốt thì mình sẽ tách ra từng từng cỡ, tức là khi cho nó đẻ xong thì mình chuyển qua mình nuôi riêng như vậy thì nó dễ quản lý về cái số lượng, cái kích thước của cái con bò cạp. Và đương nhiên cái năng suất là nó sẽ đẻ liên tục thì cái năng suất nó sẽ cao hơn là mình để nuôi chung thì nó đẻ rất ít, còn mình nuôi tách bố mẹ ra thì nó sẽ đẻ liên tục.